Xin chào ông, xin ông cho biết là tình hình tập luyện của đội tại Thượng Hải và khi di chuyển lên Hàng Châu và cái mục tiêu sắp tới của đội để thi đấu chính thức tại ASEAN như nào ạ? Ngay sau khi mà kết thúc cái giải vô địch Điền Kinh châu Á tại Thái Lan thì đội Điền Kinh đã lên đường tập huấn tại Thượng Hải, Trung Quốc theo hai nhóm. Nhóm thứ nhất thì gồm các vận động viên ở cái tổ 400m và 400m rào đi tập huấn từ ngày 19 tháng 8. Và nhóm thứ hai thì ngày 10 tháng 9 sau khi mà Oanh tham dự giải vô địch thế giới thì cũng lên đường nhóm 2, thì gồm có Oanh và một vài vận động viên nữa tham dự cuộc nhảy xa và ba bước tham dự tập huấn thứ hai ở tại Thượng Hải. Và cả hai nhóm thì đều đã kết thúc vào ngày 25 tháng 9. Ngày 6 thì đoàn đã từ Thượng Hải về Hàng Châu để nhập làng. Trong quá trình tập luyện tại Thượng Hải thì các vận động viên đã có điều kiện tập luyện rất là tốt. Ở bên đấy thì nó có những cái sân ở trong nhà nên là những ngày mưa ấy thì chúng ta vẫn có thể tập luyện được bình thường, và điều kiện ăn ở thì rất là tốt và phù hợp với cả cái thời tiết, vì nó cách có Hàng Châu có 170 cây thôi nên là điều kiện thời tiết cũng rất là lý tưởng, phù hợp với cả điều kiện. Nên là khi mà về nhập làng tại Hàng Châu thì các vận động viên cũng có thích nghi được với cả khí hậu luôn, nó không bị chênh lệch về múi giờ cũng như là điều kiện thời tiết. Và đây chúng tôi đánh giá là một đợt tập huấn rất là chất lượng với một cái nhóm đầu tiên là 38 ngày, một thời gian là đủ cho một cái quá trình chuẩn bị. Và hiện nay thì sức khỏe rồi tâm lý của các vận động viên cũng rất là tốt, và chúng ta đang hướng tới việc mà giành thành tích tốt nhất ở tại cái ASEAN 19 này. Ông nhận định thế nào về các cái đối thủ trực tiếp của chúng ta trong những cái nội dung mà mình đánh giá là có khả năng làm nên chuyện tại sự kiện lần này? Ở nội dung 4x4 của nữ ấy, là cái nội dung mà chúng ta kỳ vọng nhiều nhất. Thì đối thủ của chúng ta thì theo quan sát của chúng tôi trên sân thì tập luyện thì vẫn là những cái đối thủ chính thôi, như là Ấn Độ là huy chương vàng của ASEAN 18, đội Ấn Độ. Rồi Bahrain cũng là một ẩn số. Khi mà Bahrain có 3 vận động viên, trong đó có một vận động viên chạy rào vừa vô địch thế giới, và 2 vận động viên khác nữa cũng rất là mạnh. Thì đấy là một ẩn số. Ngoài ra thì có Sri Lanka và Trung Quốc là nước chủ nhà. Thì đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa thấy đội Trung Quốc ra sân tập luyện, có thể họ tập ở một nơi khác, họ giấu kín được nữa. Thì đấy là những cái đối thủ chính của chúng ta, và chúng ta sẽ biết được cái đối thủ cụ thể, đối thủ như nào sau cuộc họp lãnh đội vào lúc 8 giờ tối nay ở tại sân vận động nơi chúng ta đang tập luyện ở đây. Thì 8 giờ thì chúng sẽ bắt đầu cuộc họp, và đến khoảng 9 giờ thì sẽ kết thúc, và lúc đó thì chúng ta sẽ biết rõ là cái đối thủ của mình. Vâng, thưa ông, là ngoài cái nội dung 4x400m nữ ra thì mình còn những nội dung nào có thể kỳ vọng vào khả năng đạt huy chương không ạ? Ở đây thì tất cả các nội dung tham dự thì chúng ta đều phấn đấu cho các vận động viên đạt thành tích cao nhất, và cũng đều đặt chỉ tiêu cho các cái vận động viên là lọt vòng chung kết. Với các những nội dung thì ngoài 4x4 ra thì chúng ta cũng hy vọng vào nội dung 400 rào của Nguyễn Thị Huyền, và nội dung 1500 của Nguyễn Thị Oanh. Đấy là những nội dung mà chúng ta có hy vọng trong việc tranh chấp trong top 3 ở các nội dung này. Thế còn các nội dung khác thì chúng ta cũng yêu cầu các ban huấn luyện là chúng ta sẽ phấn đấu đạt tính tốt nhất để có thể lọt được vào chung kết. Tính đến thời điểm này thì đoàn thể thao Việt Nam chưa giành được một huy chương vàng nào, trong đó có những cái môn như là Olympic, như là bơi chẳng hạn, thì cũng đã không hoàn thành chỉ tiêu. Thì có thể nói rằng đến thời điểm này thì áp lực có thể là đã dồn lên môn Điền Kinh rồi. Thì ông đánh giá thế nào về cái áp lực vô hình đó đối với tuyển Điền Kinh sau 2 ngày nữa sẽ thi đấu ạ? Vâng, ASEAN là một cái đấu trường rất là khác so với cả các cái đại hội khác, hoặc là ngay như cái giải vô địch châu Á vừa qua của chúng ta ấy, thì cũng chưa phải thật sự là các cái đối thủ mạnh nhất đã bộc lộ hết. Và ASEAN này sẽ là nơi hội tụ toàn bộ các nhân tài của Điền Kinh châu Á, chưa kể là các cái nước thì người ta nhập tịch vận động viên rất là nhiều, như Bahrain ấy hầu như là toàn bộ
rồi chúng ta thấy rằng là Kazakhstan năm nay cũng nhập tịch tương đối là nhiều. Ngay cả xung quanh chúng ta thì Philippines rồi Thái Lan cũng có những cái xu hướng đấy, xu hướng nhập tịch. Tuy nhiên thì bằng cái nội lực của mình thì chúng tôi qua cái quá trình tập luyện của các vận động viên ấy, và đặc biệt là qua cái việc mà chúng ta giành được huy chương vàng ở cái giải vô địch châu Á tháng 7 vừa qua ấy, thì càng củng cố thêm cái niềm tin, thêm cái hy vọng là chúng ta sẽ giành được thành tích tốt nhất ở cái ASEAN 19 này.